Ba ơi. Gì con? Nãy giờ con với chị Ba làm được nhiều vậy nè. Dạ hả? À, bữa nay Sơn Hùng với chị Ba Thương vô tham gia làm bánh lọt ăn Tết ha. Thưa cô chú. Rồi. À, bữa hứa với Sơn Hùng với Ba Thương là mình sẽ cho ăn món siro đá bào với chè bánh lọt giống như Tết ngày xưa. Nhưng mà hứa tới nay mình mới rảnh mới sẵn còn Tết là còn mùng là còn Tết ha. Làm món chè này. Tại vì hiện giờ rất là ít quán bán. Mấy đứa nhỏ bây giờ đầy đủ không? Mấy món truyền thống hồi xưa không có bán nữa. Sao không mới cắt không con? Cắt chị sống như chị Ba nè, dài dài ra. Chị Ba cắt khéo cả con thấy không? À chị Ba Thương thì cắt dài dài còn Sơn Hùng cắt tròn tròn thôi. Con cắt xẹp xẹp á Sơn Hùng. Đúng rồi. Hay ta. Ở Sơn Hà cũng ra tham gia nữa ha. Sơn Hà ơi. Chào cô chú. Sơn Hà. Bữa nay Sơn Hà cũng thức khuya dữ à. Bữa nay mình có món bánh lọt có siro không mẹ? Có. Sơn Hùng thì thích siro. À, bánh lọt mình ăn với gì mà? Cho mà. Cho mọi người. Với nước đường. Nước dừa. Chè hả mông? Chè bánh lọt hả? Rồi cái khăn rớt xuống mèo rồi đừng có lấy chùi em nha. Mèo chạy lại. Đâu lại đây vậy? Dạ luộc trước hả mẹ? Cái bánh lọt này mẹ làm bằng bột gì mẹ? Bột năng á Sơn, Sơn nãy nước sôi vô. Dạ, bột năng này mình pha nước sôi cho dẻo hả? Pha nước sôi vô. Bây giờ mình luộc cho nó chín ha. Mẹ chuẩn bị tô nước đá chi mẹ? Đang lắc thì vớt qua. Thả qua nó hả? Trụng con... qua nước nguội, trụng qua nước đá. Dạ. Con mèo nó đi phía sau kìa nghe. Mèo này pháo á. Mèo ăn bột thì chắc nó chết. Dạ hả? Cho nó ly chè sao không? Hồi hôm kể với cả nhà mình á là Tết ở dưới quê Cù Lao mình á, không biết xứ khác làm sao ha. Nhờ Cù Lao mình có hai món rất là đặc biệt. Đó là hột vịt lộn cho vô trong cái thúng mà có đầy trấu. À, cái món thứ hai là đá bào. Hồi xưa đá bào làm cái chân ngựa gì Út? Bào thấy mồ luôn mỏi tay. Dạ. Con có ôm về mình sao á? Bị mối ăn hết rồi. Chứ không là ôm về bỏ đây rồi. Dạ. Dạ. Đó. Cũng có nữa mà cái người ta này mà sang lại. Rồi đó mẹ cũng bán nữa. Có nữa. Đó rất là thích cái món đó. Qua mà cô Sáu không xiên á. Cô Sáu bỏ vô bao mà đập nước đá là giận luôn á. Tại vì mình thích món đá bào. Nó giống như tiết vậy đó. Nãy chuẩn bị cho Sơn Hùng, ba chuẩn bị Sơn Hùng tới ba cái ca nước đá luôn á Sơn Hùng. Giống như tiết. Ai muốn ăn món gì ăn. Dạ. Cái này là đồ nghề cô Xuyến, thì trước bán gì ta? Siro đá bào, trà sữa. Dạ. Mà lâu quá rồi nghỉ nghề. Ơi, Sơn Hà ơi. Ai vậy? Quen không? Là Quắc hả? Mới ngủ dậy à. Không thèm cười luôn hả? Ngủ dậy. Sơn Hà ơi. Vậy chứ gặp anh Yên là cười à. Ba Sơn mới gỡ lên nè. Sợ nó ngợp. Hết hả chị? Còn xe hết rồi. Giống như kẹo kéo hả? À. Càng xe càng nhiều phải không? Xe đủ ăn thôi chị. Chắc là thung cơ thung. Xe mỏi tay luôn. Thường cái này thì mình có đậu xanh đó mẹ ha. Lớp đậu xanh, lớp bánh lọt. Mà bữa nay chắc mẹ không có hả? Có. Ủa? Đâu có sẵn dữ vậy? Có. Vậy là đầy đủ hết rồi, không có thiếu gì ha. À, đá bào thì nãy con bào rồi. Lạnh quá nó phồng tay luôn. Thường thì Tết cái trời lạnh lạnh này nè. Mà ăn ly đá bào. Trời ơi nó đã, nó lạnh từ trong ra ngoài. Hột vịt lộn thì mình ăn rồi nha. Bữa hình như mùng 4 á, là em có làm món hột vịt lộn rang me rồi. Bây giờ còn miếng món chè bánh lọt này nữa. Là giống Tết ngày xưa ha. Coi chứ Tết hồi xưa vui mấy đứa nhỏ giờ đâu biết Út. Giờ chỉ có ăn bánh tây hộp xong. Còn xưa ngồi quán chờ đá bào. Giờ đợi xếp hàng. Đến nào Tết là mừng. Dạ. Đấy, hồi đó mẹ có bán chè nữa mẹ. Nghe nói mẹ bán chè mẹ lời đừng chỉ vàng hả?
năm năm chỉ là dữ vậy, tháng thôi trời ơi, vậy không giàu sao được trời. Nhưng mà sống đầu nghề còn nhiều hơn nữa. Tại vì hồi đó nhà ngoại thiếu đủ thứ hết trơn, diện đi mua đó. Mẹ lấy chồng này mẹ để lại hả, đồ nghề của mẹ nhiều lắm, 100 cái ly mà đi có chồng có năm vậy đập đó. Là bể rồi đó. Mẹ mua đủ thứ luôn, nhà ngoại đó thiếu thốn. Vậy sao mẹ không bán lại á? Có chồng là ai ăn đó. Không có rảnh. Là như hồi thợ gái mình siêng làm lắm. Vậy đi không dọn đồ nghề theo. Rồi bên đây buôn bán. Mà chắc bên xứ mình không có vui ha. Tập trung nguyên một cái xóm, còn ở đây thì nhà rải rác. Thì ở đây hồi xưa giờ là nhà ai nấy ở. Còn ở bên xóm ngoại là chơi nguyên xóm. Mấy kia bán nhỏ nhỏ ra đây vui á. Hồi đó cái mượn đi mua cái máy hát. Dám gan hơn, dám đi mua máy hát mà giao. Giao anh qua, em muốn mua máy hát. Mà anh mua lợi thì em mới đi mua bán chè, còn không thì thôi. Cái anh ấy, đó khó mua mấy cái xếp lắm. Khó lắm. Cái đi tuốt ở trên, giờ đi ngang nó nhớ cái cầu cầu chợ trạm. Cái mẹ ơi chỉ con đó, nó nữa mẹ mua mấy cái xếp đây nè. Xưa cái máy cassette là cả gia tài đó ha. Ba chỉ vàng, ba chỉ vàng. Cái vô mua cậu nhâm chỉ, rồi cậu nhanh dẫn đi, cậu phân gì dẫn đi trển cái mua vậy hát xong đàng hoàng cái sang cho cậu. Ủa vậy năm sang cho anh go thì sẽ là sang sang bằng cái giá mà mua giá đó luôn. Ủa, sướng dữ vậy. Giao rồi mà. Em mua mà về em hát xong mùa chè. Nhưng mà tại sao cậu Sáu không chịu? Trời ơi, mẹ nói gì cũng không chịu. Không nghe lời, hãy giữ mẹ. Đây là cậu Sáu thương mẹ. Và con chú bác hả? Cô cậu, bạn gì? Bà hai là ba mà. Bởi vậy chứ người lạ ai chịu? Bán lại. Rồi, cứ vậy. Tưởng bán cũng phải hai phần vốn chứ. Bán y vậy đó. Mua ba chỉ vàng, sang lại ba chỉ vàng. Sơn Hà nghe bà nội kể chuyện hồi xưa nè. Hả ông Sơn Hà? Vậy là tới Sơn Hà bắt chước bà nội là Sơn Hà bán chè hả? Bán chè nha. Là bà Xuyến bán chè phải không? Anh như chị chứ cà rá ba chỉ. Chị đeo không vừa, chị mới anh Sáu, anh lấy chiếc cà rá hai chỉ đi em đeo đi rồi anh đưa em cho em 120 ngàn em bỏ túi. Cái ảnh này chiếc cà rá hai chỉ giờ lên lấy chắc chị Năm giận quá, Năm cho giận quá. Thôi giận gì chứ chiếc cà rá ba chỉ em đeo có vừa. Cái lấy 120 ngàn bỏ túi với chiếc cà rá hai chỉ đeo đi tay. Rồi gom hết đi ha. Là đợi lời được nhiêu đó với lại còn lại bằng tiền nữa. Là bằng giá 5 chỉ vàng. Tấm vàng theo chồng hả? Gom hết theo chồng hả? Tấm vàng bỏ cuộc chơi. Lẹ lên Sơn Ca. Bỏ cuộc vui hả? Lâu xong chưa chị Ba Thương? Sơn Hùng coi. Sơn Ca. Dạ. Cắt đi con. Dạ, để cho má hai làm cho nhanh đặng nước sôi hết rồi con. Rồi thôi để đó cho Sơn Hùng chơi đi. Mình gom này mình đi luộc. Chờ chút. Không chờ được. Nước sôi tới nơi rồi. Rồi con nhỏ kéo trong nữa. Rồi xong ha. Sơn Hùng sắc mắc cười quá, tròn 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 ha. Vậy là bữa nay do mình làm cũng gấp rút, định ngày mai mới làm ha. Nhưng mà giờ sẵn rảnh rồi nên là làm luôn. Thiếu cái món màu xanh lá dứa. Thường thì có màu xanh lá dứa với màu mấy màu nữa. Đây có cái nồi kìa con. Đó, ở ngay chỗ chân kìa. Mình trải chiếu qua đây đi Sơn Ca. Đẹp quá. Đây mát hơn. Dạ vậy cũng được. Mình trải chiếu qua đây đi. Dạ. Rồi bây giờ mình chờ luộc cái này chín rồi mình chia ra. Mọi thứ sẵn sàng hết rồi. À, màu gì mà? Trái thanh long. Ủa đẹp dữ vậy? Rồi màu trái thanh long hả? Thanh long rực rỡ nhìn đẹp quá chừng luôn. Đẹp. Này phải có thêm màu lá dứa nữa, cái ba màu là đẹp lắm. Tối rồi không hái lấy dưới được. Nãy mẹ định làm em cản tại vì làm cực quá. Thôi để mai đi mẹ. Định mai mới làm. Sợ hết mụn tranh thủ cho mấy đứa nhỏ ăn. Hết mụn hết tết ha. Dạ. Chiếu qua bên nhà bên đây nè chị. Mà nhà cũng ít mà, do đó ngồi luôn cũng được. Đủ rồi. Dạ. Thôi ngồi quay đây mát xong ngay. Dạ. Sơn Hà ơi, Sơn Hà có xí phần không? Nãy giờ chưa cười nổi hả? Ủa vậy chưa cười nổi hả? Còn quấn cái khăn. Ba kêu kìa, ba kêu kìa. Đi chơi không? Sơn Hà. Kiếm mèo à? Kiếm mèo. Mấy cụ vậy không thèm cười. Rồi, chạy chiếu đây luôn. Sơn Hùng
Sơn Hùng lấy cái ổ. À, hôm nay Sơn Hùng giỏi quá nè. Chiếc mà mới giặt kéo ra cho mẹ. Xích vô trong kia kìa chị. Rồi cho dễ. Ừ. Rồi, bữa nay mình có một chỗ rất là rộng rãi ăn chè nha. Rồi, Sơn Hùng ngồi đây với ba nè. Sơn Hùng ơi. Lê lưỡi. À, mẹ có chuẩn bị sẵn gì đây ta? Hình như nước cốt dừa hả mẹ? Nước đường. Cái này là nước cốt dừa. Còn cái này gì ta? Chắc đậu xanh quá. Ờ, đó hay ha. Đậu xanh hột. Sao không có chừng té vô đây? Cái banh của em bự quá. Đây. Rồi giờ má hai chuẩn bị chia phần. Bát chè nha. Bây giờ bát chè nè. À, nhờ dì Út lại đằng tủ lạnh lấy giùm con mấy cái đá bào dì Út. Còn 3 ca đá bào trong tủ đông á. Ở bên hông nè. Rồi chị Sơn Ca chia phần. Bán nhiêu đây lời được 5 chỉ luôn. Lời 5 chỉ thôi bao nhiêu? 5 chỉ vàng hả? À? Nói 1 tháng lại. Đậu xanh. Cái này là đậu xanh. Đó bán đông nó có màu vui nữa. Dạ mà. Đậu xanh màu vàng vậy đó. 5 6 cái ghế súp mà không đủ vô nhà mấy cái bàn tròn nữa. Bán mùa Tết ăn được 5 luôn phải không? Cái này nghe cái mùi này hồi xưa một chỉ vàng mua được một giả đất mạ hả mẹ? Không ạ. Một giả đất mạ con biết nhiêu không? Dạ. 500 mét vuông. Dữ vậy hả? Bây giờ mà mấy chỉ vàng đó là mua gần nửa mẫu. Dữ, dạ. Rồi, Sơn Hà có cái ổ rồi. Sướng chưa? Sơn Hà ơi, ấm cúng chưa? Hả? Ấm cúng chưa? Dì Út nói Tết này lên ký rồi mà còn bắt dì Út ăn chè nữa hả? Ờ vậy xong luôn nhanh quá ha. Đậu xanh mẹ luộc sẵn rồi nè. Nước cốt dừa của mẹ dắt sẵn luôn. Nó đẹp nước như đường, là Sơn Hà vậy á. Ôi áo quá ha. Giống đá ruby quá. Cái màu trong suốt á. Sơn Hùng làm cũng đẹp quá ta. Đẹp không sao? Còn cắt hay quá ha. Bây giờ dì vợ thôi chị ơi. Chị nhiều quá. Còn chỗ để nước đá nữa. Đậu xanh rồi chưa? Đậu xanh rồi. Con bán vậy là không có được 5 chỉ một tháng nữa. Bán kiểu này chắc mất 5 chỉ một tháng quá. Cha nước dừa vô, cha đường vô hơn rồi đó. Sao uống siro ăn chè? Ăn chè đi ha. Siro ngày mai. Hả? Con uống siro hả? Để mẹ xiến vô lấy. Tại bữa nay là hứa cho ăn theo ý mà uống siro thì cho siro. Mà chè ngon ly quá không? Chừng bích luôn. Ly có. Ly có. Đi kêu bay dân dân ăn đi. Sao không chạy qua kêu bay dân qua ăn chè sao không? Mời nghe. Mời bay dân qua ăn chè. Thơm quá. Ăn cái gì? Đây, còn Sơn Hà sao? Ăn cái gì vậy? Mà nội đẩy qua bên rồi. Hỏi hỏi ta. Con cặp cái khăn hả? Con cặp cái khăn hả? Cái khăn. Ở thường em bé là khi nào mới bắt mẹ? Tháng đầy tháng thôi thôi. Thôi 12 tháng. 12 tháng. Ừ, một cái siro đó được rồi, siro dâu. Một màu thôi. Nhưng mà cái đó để ăn chè trước đi em. Siro nó ngọt ngọt thôi chứ nó không có ngon bằng chè đâu. Để cho Sơn Hùng ly riêng. Nhiều mà. Xịt ít thôi nghe, nhiều quá ngọt. Trời ơi, Sơn Hùng xuống đi. Mẹ chia phần nè. Chị ba đi. Muỗng nó nhỏ quá vậy. À, đã không? Cái muỗng này bự nè con. Để đó. Muỗng này bự nè. Để con múc cho. Lấy cái giá đó, nãy em có xách cái giá theo nè. Đây nè. Con múc phụ hả? Cho nó cái ly nó tự làm đi vô. Cái ly. Đừng có đập luôn cái ly nha Sơn Hùng. Cái ly của con làm siro nè. Con bỏ ít thôi, ăn để nào. Rồi anh Yên vô tham gia luôn. Nãy giờ vào đó, vào không thấy anh Yên đâu nè. Lên cạnh thôi. Trời ơi, em vào phòng tay luôn á. Được mấy ca. Đẹp quá ha. Đẹp quá. Thanh Long đẹp quá trời luôn nè. Đẹp quá trời luôn nè. Đẹp quá xe. Có thêm màu xanh nữa là đẹp nữa. Lộn vô ba màu. 21 mình làm màu xanh nữa nha. Bữa nay không có ba mình ha, bữa nay ba mẹ ba mình không không có về việc nhiều quá. Thanh Long dễ thương sợ. Nhưng mà cái màu này mình làm gì đẹp chứ mình đem phơi nắng nó bay đó hả con? Dạ.
Hơi nắng nó mất màu. Màu mình luộc chín liền á thì nó không mất. Rồi ăn đi chị anh. Ngon quá. Ăn ly này là ngủ ngon lắm. Dạ. Nè cái này làm nên năm chỉ vàng nè. Mời cả nhà mình nghe. Nó còn nhiều thứ trong đây nữa, tại mình đơn giản. Dạ, tại mình làm đơn giản. À, ngon không? Sơn Hà quậy rồi. Bỏ nằm nó không chịu. Thôi ẩm lên. Ngẩm lên mới chịu. Đừng ho, lại chạo quá. Chạo quá đi mà. Để thâu à. Mới ngủ dậy đó. Ừ. Kiếm chuyện lắm. Sơn Hà ơi. Nước á bị đông lạnh đó con. Đông lạnh thành băng, băng là đá. Nó đông lạnh thành cục đá. Còn à, tuyết á, tuyết thì nó rơi từ trên trời xuống giống như mưa vậy đó. Còn mình thì lấy nguyên cục cái mình bào nó ra nó nhuyễn rồi. Ngon không canh. Dạ, ngon quá. Thắng được cốc nước. Rồi mời cả nhà mình nghe. Món chè đá bào. Cái này phải ăn luôn cùng nước đá mới ngon. Dầm dầm nó dầm. Ăn chưa không ăn đâu ăn chè hả? Thơm ngon quá. Giống y như thơ luôn. Con lấy muỗng nhỏ. Con lấy muỗng nhỏ kìa. Sơn Hà ơi, thấy bà nội ăn thèm kìa. Sơn Hà ơi. Ăn ngon, không? Ngon. Nó ủa, nó cái liền. Có khách kìa. Mèo. Mèo á. Đóng cửa hả? Mèo cũng kêu tan tan nữa. Đúng rồi. Tội nghiệp em Sơn Hà quá. Làm sao? Ăn. Dạ. Ngon không sao không? Nay được ăn món siro đá bào rồi phải không? Dạ, đau ạ. Cái chòi lá này mà đúng ra nếu mà như ở đây sớm này đông con nít á, đông tre em á ha, là mình bán đắt dữ lắm luôn á. Dạ, y như ngày xưa luôn á. Cái chòi lá nè, rồi đá, đá bào. Nè, dạ. Để mấy cái ghế nhựa nhỏ nhỏ. Ngày xưa là ghế gỗ. Đóng cũng đơn giản. Dạ. À, gấp gấp. Nói chuyện ghế. Chị mua hả? Một chục cái quận Tư Giòn á, thành phố mua một chục cái bàn. Dạ. Rồi mỗi cái bàn vậy là mấy cái nhỏ. Mấy cái nhỏ 4 cái hay 6 cái nữa. Rồi cái vậy cái mẹ chị bán cái ráo chị chịu bộ. Chị cô cái ở sớm này rồi chia. Dạ. Bằng giá không có lỗ. Sướng vậy. Mẹ gọi là có gian bán hàng ha không? Bán đắt hàng. Chia lại đó. Bán xong bán lại được cái giá gốc luôn. Mua luôn giá gốc luôn. Tại mình mua thành phố mà. Dạ. Chứ họ đi mua đâu được. À đúng rồi, chứ mua lần nhiều 10 cái là giá sỉ rồi. 10 cái bàn. Dạ. 50-60 cái ghế súp gì đó. Chia lại ráo để nhà ông bàn à. Bộ. Sao mà nhảy nhảy nhông nhông vậy? Đi ra vốn nhiều lắm luôn. Nhưng mà thu hồi vốn trong vòng 1 năm nhanh quá ha. Tháng à. Một tháng à. Lời quá trời luôn. Không muốn gì. Sao không ăn nữa không con? Chè không? Muốn thêm nước hả? Ngon quá. Tại vì cái này nó giống cảm giác dưa nên mình cảm thấy thích nó. Út đá bào này con. Dạ đá bào. Cái đá bào cái miệng nó vui. Dạ ức cái đá bào đó. Dạ ức làm đá bi nhiều lắm. Ngon thơm. Giờ là chị Ba Thương là biết Tết ngày xưa má hai mẹ mẹ con với cậu Sơn ăn sao rồi ha. Ăn Tết vậy đó. Được mỗi ngày là được một ly chè với một trứng hột vịt lộn mà ăn được nguyên một tuần Tết là coi như hạnh phúc dữ lắm rồi. Tại vì đâu có ai có đủ tiền mà ăn mỗi ngày như vậy được. Bà ngoại mình lên bển bản năm còn bán bà ngoại cũng ngại ly vậy đó. Dạ. Bà ngoại ơi, bà ngoại ngại ly chè vậy đó. Dạ con nhỏ con có kỷ niệm gì hồi xưa á. Ừ đúng rồi. Lớp lớn lên con có kỷ niệm. Thôi cái răng con nó nữa lộn. Trời ơi đâu có lộn thấy ghê. Có lộn không? Biến thành răng ruby luôn rồi. Thật xong rồi. Kỷ niệm con lớn, kỷ niệm ngày xưa của con là kỷ niệm của con là giống vậy nè, con kể lại cho em con. Rồi con á con, ngày xưa ngồi trong cái chòi lá ăn chè vậy đó. Đúng không? Cái đời mốt con lớn không có cái chòi gì đâu. Tại vì hiện nay cái mùa Covid nữa nên là không quán xá, không có bán hàng.
Ở đây mấy năm trước cũng còn mấy quán chè, quán cốc thỉnh thoảng chạy trong xóm có gì Út. Mà nay không thấy luôn Út ha. Nay vắng que luôn, không thấy Tết. Tại vì tao không cho tụi họp, dạ, đó, không cho. Đâu dám mở quán. Dạ, bán cũng lỗ nên là thôi khỏi bán. À, bây giờ còn cũng nhiều lắm nè, được cũng được 4-5 ly nữa đó. À, chút xíu dắt chị Út phải xách về cho Dương Út rồi. Bữa nay bé Ti ở nhà không Út? Có con, em dạ. Nghĩ tới ừ, cho bé Ti nữa. Dạ, mới chưa lắm. Sơn Hùng, ăn chè không? Lạnh nè. Lạnh rồi hả? Quéo luôn, ăn lạnh quéo luôn hả Sơn Hùng? Thằng này rặn nữa nè. Rồi đi hả? Rồi hôm nay hứa với Sơn Hùng là món chè bánh lọt ngày xưa. Thì sẵn quay cho cả nhà mình xem ăn Tết luôn, tranh thủ còn mùng còn Tết nha. Đúng ra ngày mai làm thì mẹ sẽ làm chuẩn bị rất là nhiều màu. Nhưng mà mình làm sớm, sợ qua mất mấy ngày Tết cái mất không khí. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại video tiếp theo ha. Rồi chào tạm biệt. Cô bé bạn cho chị. Rồi cảm ơn Sơn Hùng. Bữa nay cho ăn Tết chi vậy? Rồi cảm ơn con. Trời ngoan quá. Bữa nay cả nhà mình được ăn Tết giống ngày xưa. Chào bye bye cô chú ạ. À. Chào tạm biệt cả nhà nha. Vui vẻ. Ừ? Vui vẻ hả? Ừ. Nói đi. Cô chú vui vẻ. Cô chú vui vẻ. Rồi đi vậy. Bữa nay không cười gì ráo nè. Rồi tạm biệt cả nhà ha. Hẹn gặp lại.